Hội thảo tư vấn kỹ thuật và sở hữu trí tuệ vừa được Sở Công Thương phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại thành phố Sanjo, Nhật Bản tổ chức. Đây là buổi hội thảo lần thứ 5 từ khi triển khai dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa SDGs trong khuôn khổ chương trình phổ cập kiểm chứng thương mại hóa dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tsubame Sanjo và thương hiệu Tsubame Sanjo tại Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ. Hội thảo tư vấn kỹ thuật và sở hữu trí tuệ các doanh nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu được các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn phương pháp xây dựng chiến lược thương hiệu địa phương, cách triển khai chiến lược thương hiệu của công ty nhằm tránh lệ thuộc, qua đó cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp. Dịp này, các doanh nghiệp mẫu được chọn tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa SDGs cũng được hướng dẫn thực hành các sản phẩm mang thương hiệu chung. Từ nay đến ngày 27 tháng 10, đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ tổ chức các buổi hội thảo về sản xuất chế tạo kỹ thuật số, phổ biến kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, tư vấn kỹ thuật liên quan đến nội dung sở hữu trí tuệ cho một sản phẩm của Nhật Bản, sử dụng tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.